phê thấy rằng người ta trồng một loại cà phê nó sẽ cao hơn, lớn hơn thì được hiểu đấy, vườn đấy người ta trồng cây Robusta đấy, loại cà phê vối đấy. Đây nha, hồi nãy nói là hai loại trồng phổ biến là gì thế? Ta dùng cái từ phổ biến nghĩa là ngoài hai loại này ra, đôi lúc ta nghe thấy người ta nhắc đến một hai loại nữa nhưng mà không phổ biến. Ví dụ ta thi thoảng có thể ta nghe cà phê mít, cây này càng to hơn nữa và lá giống lá mít cho nên nông dân gọi cà phê mít. Và thường cái đó người ta chỉ dùng ở bờ lô để tránh gió, chứ người ta không dùng khai thác là bao nhiêu, cho nên đó không phải nhiệt chính, ta không nhắc đến. Đấy, từ cây cà hoa đẹp quá. Hồi nãy mà các anh chị bảo là ta đến đây bởi vì ta quan tâm cà phê trồn, thế thì đầu tiên ta khái quát lại cà phê trồn là cái gì. Thưa, bản thân nó vốn chỉ là cái sản phẩm được làm từ chính những cái hạt cà phê. Tuy nhiên những cái hạt cà phê này nó đã được một loài động vật người ta quen gọi là con trồn đó, ta để ý nó chọn và chấp nhận nó ăn. Chọn nhá, chứ không phải trái nào. Vậy thì khi nó đã chọn nó ăn rồi thì trong quá trình tiêu hóa đó thì các một số thành phần bên trong của cái hạt cà phê này được biến đổi đi. Và sau khi cái hạt cà phê đó được tiêu hóa xong, được biến đổi đi rồi, người ta mới thu nhặt lại chính cái hạt đó, là những cái mẫu mà hồi nãy các anh chị cần thử lắc lắc đó, để người ta chế biến là cái gọi cà phê trộn. Cho nên cái con vật liên quan đương nhiên là con trồn. Bây giờ mời nhà mình ngó thử con trồn cái. Và bây giờ ta sẽ có hai điểm lưu ý khi ta xem. Thứ nhất, ta thấy tất cả các con trồn lúc này ngủ, ngoài ngủ không có nhu cầu gì khác. Ta xác định điểm đầu tiên, đây là loài ăn đêm. Ngày ngủ thì đương nhiên là ăn đêm. Điểm thứ hai, có thể thấy nó ngủ ở bên ngoài hoặc có thể thấy ở trong chuồng, nhưng đều có một điểm chung là khi ngủ thì con trồn đều chọn vị trí trên cao mà không thấy một con nào ngủ dưới đất. Đây là một trong những cái đặc tính sở trường của nó. Vậy thì cũng có người hỏi nó có xuống đất không? Trả lời nhanh là thưa có. Nhưng chỉ xuống đất khi đi tìm thức ăn. Nghĩa là trong thời điểm đi tìm nhu cầu đi tìm ăn thì con trồn có thể xuống đất, có thể lên cao, có thể chạy trèo bất kỳ đây đó. Nhưng khi đã no nê không có nhu cầu tìm thức ăn nữa thì mọi sinh hoạt còn lại đều thích ở nơi cao, khô và sạch. Rồi để minh họa thì bây giờ ta xem đi ạ. Nên là uống cà phê trồn. Cho nên người ta nghĩ nó mới được nhiều mà. Như nãy ta nói. Vậy thì có nhiều người sẽ lo âu hỏi rằng cái khi không có quả cà phê chín con trồn ăn cái gì để sống. Thưa các anh chị yên tâm đi, bởi vì thực tế gần như trái ngược với điều ấy hoàn toàn. Bởi vì khi mô tả về cái hệ sinh thái của con trồn á, cụ thể hơn là khi nói thức ăn, chờ mãi chả thấy người ta nói về cà phê. Người ta nói không thể nói cà phê. Nhưng khi hỏi con trồn có quả cà phê không thì không suy nghĩ người ta vẫn khẳng định có. Vậy thì lý do gì mà con trồn có ăn quả cà phê mà người ta lại không để cà phê trong tay của con trồn đó? Thưa, người ta trả lời một điều rằng dù nó có ăn quả cà phê nhưng quả cà phê lại không được xem là một loại thức ăn với nhiều nguyên nhân. Vậy thì khi trở lại cái định nghĩa ban đầu về con trồn thì để cho thấy rằng nó ăn cái gì, nó sống làm sao, thì khi xếp loài xếp lớp thì các nhà khoa học người ta định nghĩa cái gì? Đây là con thú nhỏ ăn tạp. Như vậy con thú nhỏ ăn tạp được hiểu thức ăn hàng ngày của nó đầu tiên đương nhiên người ta phải nghĩ đến đó là các loại thịt, các loại trứng. Mà từ thời ông bà nhà mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì nói đến trồn cáo là trong đầu phải nghĩ đến chuồng gà, bởi đấy mới là món sở trường. Từ từ nghĩ thứ khác. Đấy, rất đơn giản. Và vì ăn tạp thì ở đây ngoài ăn thịt, ăn trứng ra thì hàng ngày con trồn nó ăn thêm một số loài côn trùng bởi có chọn lựa. Côn trùng nó chỉ thích con dế, thích con mối, thích con cào cào, con châu chấu. Còn con ruồi, con gián thì cũng là côn trùng nó không ăn. Và cũng vì ăn tạp thì nó ăn thêm một nhóm thức ăn nữa có nguồn gốc từ thực vật, đó là các loại trái cây. Nếu anh chị nào nhà mình mà ở phía Bắc Việt Nam gọi là hoa quả đó. Tuy nhiên khi ăn trái cây, ăn hoa quả thì con trồn nó đòi điều kiện là chỉ ăn trái chín tuyệt đối, không ăn được trái gì bằng xanh. Trái gì cũng vậy, chín mẹ thì không nói đến cà phê. Vậy thì có nhiều lý do người ta bảo để người ta loại, dù có con trồn có ăn quả cà phê nhưng người ta loại ra không để cho danh mục thức ăn. Thứ nhất, hồi nãy ta mới nói sơ bộ với nhau, khi ăn tất cả các loại trái cây, hoa quả thì con trồn chỉ đòi một điều kiện là chín. Riêng đối với trái cà phê, chín thì mới chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn, cho nên chín chưa chắc đã. Thế phải chín như thế nào và kèm theo những điều kiện khác nữa có thể liệt kê giải thích được đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà ta tạm gác cái chuyện đó vì nó sẽ bắt đầu dài. Vậy thì bắt đầu lý do đầu tiên là vì khi ăn quả cà phê thì khác với những cái loại hoa quả trái cây khác là con trồn đòi rất nhiều điều kiện ở quả này. Cái lý do thứ hai mà cũng ít người biết đó là gì? Chỉ khi con trồn trưởng thành mới có nhu cầu ăn quả cà phê. Con chưa trưởng thành, hoa quả gì cũng ăn nhưng lại không có nhu cầu ăn quả cà phê.
và tuổi trưởng thành trả lời nhanh là phải tròn 1 năm tuổi, tức là chỉ có thể tính nó nắng là bước vào năm tuổi thứ hai. Như vậy được hiểu, năm đầu con trổ đâu có nhu cầu, nó vẫn bình thường thôi. Và một cái lý do mà hơn nữa mà người ta loại luôn quả cà phê ra, mà lâu nay rất nhiều người đang lầm, không biết nhà mình có ai đang nghĩ vậy không, là lâu nay người ta cứ nghĩ rằng là bắt con trổ nó đói đi thì nó phải ăn quả cà phê. Rồi nhiều người lại bảo là gì, tôi giảm các cái lượng thực phẩm khác đi, nó thiếu thức ăn nó phải ăn quả cà phê. Thưa không, người ta bảo quả cà phê đối với nó không phải là loại thức ăn, mà chỉ được xem là một loại thực phẩm bổ sung có điều kiện. Và cái điều kiện đó không phải vì đói, không phải vì thiếu, tức là không phải ăn bổ sung vào để cho nó no, mà cái điều kiện đó nó lại là một cái yếu tố từ bên ngoài, đó là thời tiết. Cho nên không lạ gì ngay trong mùa cà phê chín, đôi lúc người ta ngồi chờ 3 ngày, 5 ngày, thậm chí 10 ngày con trột không ăn quả cà phê nào, bởi vì thời tiết không thích để cho nó ăn được. Vì vậy mà thực tế mới cho thấy là con trồn càng đói thì lại càng không thể ăn quả cà phê. Cho nên vì nhiều lý do như vậy thì người ta mới loại luôn quả cà phê ra, bởi vì chín đầy ra đó không ăn, đói không ăn, thiếu thức ăn cũng chẳng cần phải ăn. Nhưng lại có những cái lúc mà đầy thức ăn ra đó thì lại vẫn cứ phải đi tìm quả cà phê để ăn. Cho nên cái điều kiện đó lại là cái yếu tố từ bên. Đấy, ta biết một cái là như thế. Vì vậy có người hay đặt câu hỏi rằng nếu vậy thì đến mùa thì người ta hiểu rằng nó sẽ bỏ những loại thức ăn để ăn cỏ cà phê, không đúng. Ta hiểu chốt lại vấn đề là gì, hệ sinh thái của con trồn là nó sống, nó là con ăn đêm, và hàng ngày tất thức ăn của nó là các loại thịt, trứng và tất cả các loại hoa quả, trái cây nói chung, và khi ăn hoa quả đòi phải chín. Riêng cà phê chỉ ăn khi đến mùa, nhưng ở tại mùa đó có ăn hay không, ăn nhiều hay ăn ít thì một phần lớn phụ thuộc vào thời tiết, chứ không phải là đến mùa là ăn như vậy. Cho nên có người hay đặt thêm những câu hỏi bảo một tuần làm được bao nhiêu cà phê trộn, một tháng một con ăn bao nhiêu. Biết được. Thưa đơn vị trả lời bé nhất tính bằng năm, bởi vì chúng ta vừa nói với nhau một năm có một mùa cà phê thôi, và trong mùa đó có nhiều ngày nhiều tuần nó bán hàng đầu đâu mà, cho nên số lượng mà cà phê nó ăn bao nhiêu trong mùa đó được hiểu.